Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một đôi loa Pioneer CS616. Đôi này mình tuyển chọn về cực kỳ là đẹp anh em ạ. Đẹp mỹ mãn luôn. Bây giờ mình sẽ làm review kỹ để gửi tới anh em. Anh em tham khảo. Đôi này rất nhiều các cái kênh bán anh em ạ. Không kênh nào mà không có những cái dòng đôi này. Nhưng mà để đẹp và zin xịn nó như thế nào thì anh em cùng với Hà Âu Duy Hải Phòng sẽ đi review kỹ và quay cận cảnh chi tiết dí sát máy quay để gửi tới anh em tham khảo. Anh em đúng chân sản phẩm này thì alo cho mình và mình sẽ báo giá để gửi tới anh em ở giữa clip. Anh em đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh anh em nhé, để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đăng lên hàng ngày. Trước tiên là anh em nhìn một đôi căng này. Đôi căng của nó là còn nguyên zin anh em nhé. Đấy là một chiếc căng bên tay trái mình. Và đây tiếp theo là một chiếc căng bên tay phải mình. Mình sẽ dí sát máy quay vào để gần anh em cùng được nhìn rõ hơn. Chứ mình không quay xa anh em nhé. Mình luôn làm nghề bằng cái tâm quy huyết của mình và cái thực tại của mình luôn. Anh em nào đến với kênh của mình, yêu quý mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh. Đây nó có một cái tem nhôm anh em nhé, có chữ Pioneer Modern CS616. Anh em chỉ cần nhìn cái tem nhôm này thôi là anh em sẽ đoán được đôi loa này. Nếu mà anh em tinh ý là anh em sẽ đoán được đôi loa này nó như tình trạng nó như thế nào, được phần nào rồi. Hai cái tem nhôm này như nhau anh em nhé, xuống màu là xuống như nhau luôn. Đấy anh em nhìn chưa, Pioneer. Đấy, hai cái tem nhôm ấy. Và cái căng của nó là không có rách ở chỗ nào đâu nha anh em nhé. Và đây là bên trong của nó này anh em này. Cái căng của nó là lưới vải khung gỗ. Khung gỗ này là anh em chớ có giặt và ngâm nước vào nhá, nó sẽ lở ra là hỏng cái căng đấy. Khung lưới vải khung nhựa thì anh em giặt được, nhưng mà cái này anh em nếu muốn vệ sinh nhé thì anh em mình phải phơi lắng nó ra, xong lấy cái rẻ ẩm ẩm mình lau qua đi một chút cho đỡ bụi bẩn anh em nhé. Đây là một chiếc cái căn. Và tiếp sang bên này là một chiếc nữa, lưới vải khung gỗ. Cái gỗ này là gỗ của Nhật đấy anh em, và nó còn bốn cái chấu trên hai cái và dưới này hai cái chấu nữa, còn nguyên bản hết. Đấy là đôi căng nhá. Anh em nhìn các cái tuyến loa này. Anh em ngắm các tuyến loa trước xong rồi mình sẽ dí sát máy quay để anh em cùng tham khảo. Đôi này là nó sử dụng một con bát 30 màng giấy gân vải xếp anh em nhé. Gân vải tầm dầu đấy. Ở gân vải xếp giống như là 100 Century đấy anh em. Bắt đầu anh em tiến sát gần các đờ driver của nó nhé. Trước bên tay trái mình trước đi. Anh em nhìn các cái màng bát của nó chưa? Nó sử dụng một con bát 30 màng giấy gợn sóng giống kiểu JBN đấy anh em ạ. Anh em nhìn tất cả các cái màng gợn sóng này của nó nhé. Đấy, mình dí sát này để cho anh em xem. Mà gân này là gân vải tẩm dầu. Anh em nhìn tất cả các thứ gân của nó. Còn cực kỳ là nguyên bản anh em nhé. Và trong này nó có một cái nón và có một cái lỗ để thoát cái hơi ở côn nhện bên trong da đấy anh em ạ. Cái nón này của nó sần sần như kiểu nón cứt trâu đấy anh em ạ. Toàn bộ kiềng này của nó nhá là kiềng nhôm. Anh em nhìn tất cả các kiềng của nó này. Còn sáng đẹp lắm. Và sang chiếc bát bên này anh em nhé. Cũng thế nhá anh em nhé. Đồng đều như nhau hết. Và đến
Tiếp theo là một con trung, hay còn gọi là một con mít, cũng mang giấy, gân vải. Anh em nhìn các kiềng của nó này. Đấy, anh em nhìn thấy kiềng, kiềng nhôm của nó, toàn bộ là kiềng nhôm hết nhé anh em nhé. Kiềng nhôm. Mà các con ốc vít này của nó là ốc vít lục giác nhé anh em nhé, chứ không phải là vít bốn cạnh đâu. Vít lục giác hết mới là vít zin của nó anh em nhé. Đấy. Anh em nhìn này, cái màng của nó này, cái màng chung của nó này. Nguyên bản. Và đây đến tiếp theo là một con tép, tép giấy anh em nhé. Anh em nhìn con tép giấy của nó chưa? Đấy, mình dí sát này là anh em biết rồi. Tép này không phải là tép đen xì đâu anh em nhé. Đây là nó xuống màu theo thời gian này này. Đấy. Và đây là hai cái râu này. Anh em nhìn tất cả các cái chấm này của nó này là bằng thiếc còn nguyên của nhà sản xuất này anh em nhìn chưa? Đấy, cái râu này không bị đứt đâu nhá anh em nhá. Và các cái kiềng của nó này, tất nhiên là nó cũng có xuống màu theo thời gian, nhưng mà nó không phải là han gì hay là đốm sét gì đâu nhá anh em nhá. Đấy, và đây là một lỗ thông hơi. Đây là hai vi tinh chỉnh. Anh em nhìn các cái chữ nghĩa của PL này, anh em chỉ nhìn cái chữ này là anh em biết đôi loa, đánh giá được đôi loa nhá. Đấy, model CS616, cắt cho giải mít này, mít Ranger này, và hai này là giải chép này. Đấy là chiếc bên đấy nhá, anh em sang chiếc bên này. Đấy, cái chữ nghĩa của nó này. Đấy. Và đây là cái kiềng của nó này, anh em nhìn xem có đốm han gì đâu không. Đấy, và các ốc vít của nó là lục giác hết nhá. Đấy. Anh em nhìn chưa? Anh em nhìn con đây này, anh em nhìn cái dấu tép này chưa? Đấy. Tất cả rất là đẹp. Đây anh em nhìn nhá, xong lại sang bên cái dấu tép này. Đấy. Và tiếp đến là một con trung nữa. Cũng màng giấy, gân vải. Và các cái kiềng trung của nó. Và đây dưới này là một con bát. Đấy là toàn bộ thông số mặt đằng trước anh em nhé. Anh em nhìn các cái tuyến loa của nó đẹp chưa? Đồng đều nhau răm rắp luôn. Và tiếp đến là anh em đi đến cái thùng vách. Thùng vách của nó là vuông vắn hết nhé. Cái này là thùng gỗ. Gỗ nhưng mà gỗ si. Si này là si của nguyên của bên kia về nhé anh em nhé. Si còn nguyên si đấy. Bên này cũng thế này, thùng vách vuông vắn hết. Và anh em đi vào cái thông số đằng sau. Đây anh em nhìn cái khung sườn của nó này. Đây là toàn bộ. Cái si này là si của Nhật đấy nhé anh em nhé, si zin ấy. Bắt đầu anh em đi vào cái thông số sau nhá. Mình tuyển được cũng đúng một đôi này thôi. Trên các anh em bán trên kênh là rất nhiều người bán đôi này chứ không phải một mình. Anh em cứ lấy thước phim của mình so sánh xem. Đây là toàn bộ thông số đằng sau anh em này. Nó còn một bên nó còn một giấy khai sinh thôi, còn cái giấy khai sinh bên này là nó nhầu lát lắm rồi anh em ạ. Giữ lại được một cái thôi. Cái giấy khai sinh này nó không quan trọng anh em nhé. Mà giữ được một cái này là đã là quý rồi. Anh em vào cái thông số của nó này. Chữ nghĩa của nó nét chưa? Model CS616 100W 6,3 ohm. Và tiếp tục bên này cũng thế anh em nhé.